em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao đó, tại sao không tặng là con chim sưng ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Như là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà lại chị. Đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chất quốc. Dạ chất quốc. Chất quốc là do ông xỉn. Vậy hai đứa tỉnh quá nên chất quốc. À. Nghĩa là bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy? Cái này gì nó do mình không? Thí dụ như mình ao ao cái là được rồi. Ừ. Nhưng mình sợ chỉ đau. Ừ. Tức là mình cứ không có. Cứ sao quân. Cần làm thế có vấn đề rồi đó, đúng dạ. Không? Dạ đúng rồi. Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay, nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Đỡ thì dạ. Dạ. Mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ, bà xã đó. Dạ. Rõ ràng. Để chi biết không, đến lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thật ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu. Tại vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó thì bây giờ mời em. Bây giờ em giới thiệu em một chút. Vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mời em. Dạ, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học mà mình chỉ nói về tình yêu, tình yêu. Gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng? Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 rồi. Dạ, quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Dạ, em ngót nghét bằng Dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị ké cái ké, đúng rồi đó. Nghe ké cái coi. Dạ vâng ạ, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự Nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thấy, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ấy là chính em. Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thấy, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Dạ, cái bài hát hay quá em ơi. Dạ, rất hân hạnh. Cảm ơn anh nhé. Anh rất muốn biết hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không?
cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà. Cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà mồ hôi một cái đúng là dơ. Đúng là dơ đó. Giờ thì móc móc cũng cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu, gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bỏ vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Đã. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu. Cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng à. Mà tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá. Tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Quá nên là đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối, thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày anh vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ. 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ nè, tỏ tình có gì đặc biệt không nè? Em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao, nó tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra, không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn này đồng ý thôi. Dạ đúng, nhận qua mà chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Dạ. Trời đó, có hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Hay là vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái luôn. Đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị. Chắc cũng phải cả tiếng sau. Lâu quá. Lâu quá, chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Không, mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, không tóc. Dạ, tóc rồi. 2 tháng sau. Hai tháng sau là mấy hôn môi. Hôn môi. Hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. 2 tháng sau là hôn má, 6 tháng sau mới hôn môi. Rồi đó. Nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ, giận một lần. Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần. Cũng cảm thấy là buồn, là tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu á là lý trí đi trước tình cảm. Thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy. Cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là quề luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi, vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ, dạ. Đúng. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái giữ gìn quan hệ cái thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Chớt quớt luôn. Là do ông xỉn. Thì hai đứa tỉnh quá nên mới chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Và đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận đó. Kiểu là chưa có gì hết. Đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó. Khó lắm. Cái về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao xí. Em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ. Em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong cái câu chuyện này. Chỉ có hỏi mẹ thôi. Mẹ cũng bó tay, hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Hỏi bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy? Cái này gì nó do mình không? Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi. Nhưng mình sợ
mình sợ chỉ đau. Ừ. Tức là mình cứ không có cứ sao quân sao quân hoài. Thôi là cuối cùng cũng ráng và cũng được ba tuần, gần tháng sau. Ba tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng. Đúng nghĩa. Trọn dạ, vẹn. Đúng nghĩa. Ừ. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không, em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sầu quần chưa đâu vô với đâu á. Dạ. Em có bị hoang mang lo sợ không? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á anh thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong rồi đi á, cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn, bầu luôn. Một lần duy nhất, và từ đó là chỉ vậy, là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Là coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi dạ. Rồi. Dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái phần là... rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á, nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy. Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi, dớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm tiệc chúc mừng, vì lên ngồi cái là nó tùm lum hết à. Không, nghĩa là ông để ông quăng sách vở để. Dạ. Bừa bộn đúng không? Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái. Ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặc hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi li trong trong mọi thứ. Thôi còn gì nữa nè? Còn thật xấu gì? Có giống Nobita không? Dạ, chồng em là sao? quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên. Tiếp tục này. Chồng em cọc, nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lễ hội là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn á. Thật sự luôn, là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá tốt. Dạ. Tới em đó Dương. Nói chung thì em cũng có cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang luôn. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ đó, đưa tiền chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu nha, là anh không có lo gì được cho em hết trơn, anh không có cho em cái đồng nào hết trơn á, đó kiểu vậy. Là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong mà không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều đó, bây giờ kể nữa có chút xíu vậy mà cũng kể nữa, kể quá trời kể luôn đó, kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4, mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường, còn em phải nói em ơi cho ôm cái nha, thôi đừng có đụng vô, thôi cho ôm cái đi mà, thôi đừng có đụng vô, mình muốn ôm rồi đó. Cái vợ mình mới nói không, cái này em nghiêm túc, tại vì bây giờ em mệt á, nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được, cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ, không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai tại sao anh không ôm em? Ủa nó mới được đâu. Không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4, phải năn nỉ 4 lần. Tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật. Đó, thì đó là cái mà em học được. Thì có như sao đó bớt cái... xuống 2 lần cho đỡ mệt. Xuống đi. Ta đi chợ ta còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có đường chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ từ cái con số 4 nó lờn. Số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa. Cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được. Cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm. Rồi mới dọn ra riêng, có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu nữa. Cái mới, trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Cho nên là mới khó nói. Đó, chứ sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn. Mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Thay đổi gì không? Muốn thôi.
chứ cũng cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó, tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ ở nhà chơi với con hết đi, mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui, một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi đó, rồi còn lại thì mình lo hết, thì đó là cái mong muốn của em. Nhiêu thôi chị thấy gì nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á, mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3.5 năm rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn một cái gì đó nó chưa phải là một, nó vẫn còn cái sự giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh đó. Thì giữ kẽ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc, nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm, khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẽ với nhau á, thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp, và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi, và ngược lại chồng chỉ có xả được với mình. Mà nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc, em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng không có ai nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau. Thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là ánh đó, ví dụ nha, đó, lâu lắm rồi đó, ví dụ vậy chị nói vậy, không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu chị không? Không cần phải tự hiểu, tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại nha. Tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà nghe là hiểu, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy đó. Đó thì chị góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Không có. Bởi vì mấy hai đứa liên tiếp đó. Anh hy vọng là sau chuyện này về thì các em nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, đó, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chuyện này về thì hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì có gì đó giữ nữa hết. Cứ nói hết nghe. Rồi em tên Phạm Chí Kiên, em năm nay 36 tuổi, em làm bên cái ngành xây dựng. Tên là Phạm Thị Hoàng Oanh, em 26 tuổi, hiện em làm biên tập viên. Tức là chồng hơn vợ 10 tuổi phải không? Như vậy là chắc chắn là không thể nào mà quen nhau ở gọi là trong trường học hay là lý do nào mà các bạn gặp được nhau vậy? Dạ, là cũng vì cái tính chất công việc của em bên ngành xây dựng, thì bên gia đình của Oanh đó, là lúc đó là có một cái dự án. Coi như là bố mẹ của Oanh mời bạn đến để mà thực hiện cái công trình đó, đúng không? Dạ, khi đó không có anh ở nhà, thì em có nhìn vào cái góc học tập của anh đó, thì có thấy rất là nhiều bằng khen và huy chương, thì em mới thấy là cô này có học giỏi, nên thành ra là em có để ý, và em mới hỏi là mẹ vợ em bây giờ đó là cô ơi, con gái cô thấy là rất là học giỏi, cô có thể gả con gái cho con không? Lúc đó là chưa thành đích. Còn ngày mai mốt em có té em báo trước giùm nha. một người mẹ của người mình muốn cua mà. Đúng, cái này là người ta đi đường tắt mà đặt thẳng vấn đề luôn. Tức là Kiên là đến được với Oanh là thông qua đường phụ huynh. Mẹ vợ bây giờ thì mẹ mới nói em, nếu mà con thích thì con về con thưa với ba má con, lên đây thì cô gả cho. Em về em cũng thưa với ba má, thì ba má chỉ nói một câu thôi, gia đình này cũng là gia giáo đấy, có thể là con có thể tiến tới được. Năm đó là 29 tuổi rồi. Rồi như hàng ngày thì Kiên có thường xuyên qua bên nhà của Oanh không? Dạ, thì em sang 3 ngày mới chờ được gặp Oanh. Thì gặp em rất là tự nhiên thôi. Ủa, em mới đi học về hả? Đúng rồi, quen rồi. Lúc đó em sao? Dạ thì em thấy là ảnh rất là tự tin. Tự tin? Ảnh nói chung là ảnh là tán mình rất là nhanh chóng và công khai. Tự nhiên. Dạ đúng rồi, tự nhiên. Giống như ảnh đã quen với mình từ hồi nào, cảm thấy rất là thân thiện. Rồi tự nhiên tới mức mà sẵn sàng bây giờ rủ Oanh đi chơi liền không? Dạ không. Thì em có rủ Oanh, em có rủ Oanh đi chơi, nhưng mà trước khi rủ thì em có hỏi, tại vì em được sự hỏi ai tiếp sức của phụ huynh mà. Nên em hỏi trước phụ huynh. Dạ em xin phép cô cho con mời Oanh đi ăn đi uống. Cô thì mẹ vợ mới nói là
thì cái đó con đủ được thì con đủ được. Bất đèn xanh. Dạ bất đèn xanh. Thì em mới vào và em nói với anh, anh ơi anh xin phép mẹ rồi, bây giờ anh mời em đi ăn, đi uống, đi hát karaoke, nói chung là những cái trò chơi làm mạnh vậy. Ba, từ nãy em nghe, thực ra cái chiêu của Kiên á là đúng là cao thủ võ lâm. Còn em sao lúc đó khi mà em được cái lời đề nghị đó thì... Là mẹ cũng đã đồng ý rồi, thì nói chung là có dịp đi chơi, đi ăn thì em cứ thoải mái chơi luôn. Thôi, đã được sự chấp thuận, có chuyện gì mẹ chịu. À, bên này đủ, bên này chịu. Vậy là phải tiến tới một cái chuyện đó là tỏ tình. Dạ, thì 3 tháng sau em nghe là đi chơi suốt, nghe là 3 tháng sau. Thì 3 tháng sau nhân cái dịp đó mà đi công tác ở Hà Nội, lấy hết can đảm lúc mà lên máy bay á, thì lấy hết can đảm nhắn cho một cái tin: em ơi em có thể làm người yêu của anh được không? Nhắn xong tắt máy luôn. Vừa không biết người ta sẽ trả lời mình sao. Rồi tới Hà Nội, sau khi máy bay dừng lại mở máy lên thì bỗng nhiên là niềm vui nó vỡ òa. Dạ chính xác, cái câu trả lời mà em nhắn á là: cơ hội thì lúc nào cũng có, quan trọng là anh có biết nắm bắt hay không. Có nắm bắt không? Thì em sắp xếp cái công việc trong khoảng 3 ngày là em về, là bắt đầu là từ lúc đó là tụi em chính thức là gọi là quen nhau. Dạ. Nhưng mà sau cái cuộc tỏ tình đó là tụi em cái cuộc hẹn hò lần đầu tiên mà không cần thông qua phụ huynh. Dạ. Anh nói với em á là anh rủ em đi qua một cái khu biệt thự ở quận 2 chơi. À, em tưởng tượng ra là cái khu biệt thự á thì chắc chắn là nó rất là đẹp, nhà rất là sang trọng, rồi anh đi qua đó, anh đã rủ mình qua đó thì chắc chắn là bên đó có cái gì đó hay ho để mà chơi. Nên là nói chung là rất là hồi hộp lần đi chơi. Không may cái ngay hôm đó thì lại có trời mưa rất là to. Cái hai người mới tấp vào nghỉ một chút xíu cái lại đi tiếp, nhưng mà cứ đi một quãng là nó có một cái vũng nước mà cái ổ đó là chắc là ổ voi đấy chứ không phải gà đâu. Cái xong rồi cái ảnh cố ảnh vượt qua được cái vũng nước đó, đi tới giữa vũng nước xe tắt máy. Rồi sao tắt máy cô ngồi trên luôn, thì lần đầu tiên mình đụng mình đâu dám cho cô lội xuống nước, mặc cái váy rồi bắt đầu anh xuống đẩy xe qua khỏi vũng nước thì đè không nổ, mà xung quanh thì không có một tiệm sửa xe nào, thế là mình phải đẩy hoài. Mình anh sửa, anh ngồi anh phải ngồi anh sửa. Mình sửa gần một tiếng đồng hồ rồi đi vào trong thì gặp ông bạn bên trong. Tại vì thường thường là em đi khu nào chơi đó là thường thường cũng kết hợp với công việc là chính. Em vô nói chuyện xong thì khi mà mình đi ra thì chỉ có một đường đi ra thôi, thế là cũng phải chạy qua nữa, lại đi một lần nữa, trên máy nữa, lại gặp chết máy lại sửa tiếp nữa. Ông trời ông đặt để rồi, tình yêu sông nước rồi. Bây giờ phải cảm ơn tổ tôi rồi, cảm ơn trời mưa. Chắc em lại phải ngồi chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Lúc đó cảm thấy rất là bực mình, anh không có biết rút kinh nghiệm gì hết. Thì không rút kinh nghiệm được, tại vì có một đường đi ra, một đường đi vào thôi. Trời ơi, cái lần hẹn hò đầu tiên mà không thông qua phụ huynh nó nhiều, gặp gần trắc trở quá hả? Dạ. Nhưng mà lần sau á, rồi rủ đi có dám đi nữa không? Dạ có. Cái vấn đề là ra chỗ... Cái lần sau á, ảnh biết rút kinh nghiệm hơn lần trước. Ảnh không đi xe máy nữa mà ảnh đi xe hơi. Thấy chưa? Phải thay đổi chứ. Dạ, nhưng mà vô tình hôm đó cái xe của ảnh cái kiến bị hư. Đúng rồi. Dạ. Cái kiến nó không có quay. Dạ đúng, nó không có quay lên được. Sáu mình mưa rất là lớn. Mưa ngập hết. Đi xe hơi mà dạ. Kiến không quay lên. Ông gặp mưa thì coi giống như đi ngoài đường rồi. Mà ông mưa phải là mưa đi xe. Dạ chính xác là như vậy á. Rồi cái ảnh mới tấp vô bên đường cho em mua cái áo mưa. Cái em hỏi làm gì, cái ảnh bảo là lấy áo mưa treo lên đi tiếp. Trời ơi, vậy là quá ấn tượng trời ơi. Sao không nhân thì có những cái trục trặc nào mà tương tự như vậy không? Làm như số hai bạn gắn với nước hay sao á? Có mưa đâu? Dạ, cái lần đi ăn buffet đó thì không có mưa. À, để buffet có mưa. Tức là sau khi lấy nhau rồi đó. Dạ, sau khi lấy nhau rồi thì nhân cái dịp 14 tháng 2 thì hai vợ chồng dắt nhau qua nhà hàng Trăm Trăm bên quận 7 á, là ăn tiệc 14 tháng 2. Thì bên đó nó tổ chức cái tiệc buffet lớn lắm. Thì em có công việc, em ra ngoài em nghe điện thoại. Em nghe điện thoại em vào thì thấy bà xã đã đưa ra những cái con giống con hàu. Mình vào mình hỏi sao con này nó giống con hàu mà nó lớn thế em? Cho nó chắc ở đây nhà hàng lớn nó cho con lớn á. Hai vợ chồng hiếu ý là anh. Mình vừa ăn được một nửa thì cái anh bồ đoàn anh tới ảnh nó nhỏ. Anh ơi, cái con này người ta phải nướng lên người ta mới ăn được. Để tôi lụm ghế đó. Còn sao nữa tiếp đi. Mình rất là bất cỡ, em rất là bất cỡ. Nhưng mà chấn tĩnh lại được liền. Mấy em ơi, anh chị đi ăn thường thường anh chị ăn như vậy không ạ?
Anh chị không bao giờ nướng đó. Ở bên nước ngoài là người ta ăn sống của em. Thôi thôi, mình nói như vậy mà không dám nhai. Để nó quay mặt đi chỗ khác đồ mình ăn. Nói chung là cái lúc đó em thật sự là rất là mắc cỡ. Vậy chỉ có một cái hố chắc là mình chui xuống đó được. Dạ, tại vì em nghĩ thì con này thì chắc nó cũng giống như là con hầu thôi. Chứ thế là cứ đem ra hai vợ chồng ăn. Nhưng mà chính ra chị thấy cái hành động đó đó là, nếu mà là chị sẽ rất là ấn tượng, mà chị sẽ rất là xúc động đúng không? Dạ, em đúng có cảm rồi. Giác giống như chị không? Tại lúc đó em cảm thấy là ảnh rất là nhanh trí. Ảnh nói chuyện ngay với lại cái anh bồi bàn đó là cứu mình một cái bàn thua trong tháng luôn, để cho mình không có phải xấu hổ. Nhưng mặc dù là khi mà anh đã vừa mới quay đi là cái bắt đầu cái ảnh lại ra. Trời ơi, có một chồng tuyệt vời như vậy em là ước mơ gì nữa? Cái điều mà em chưa hài lòng với vợ em là cái gì? Dạ, em không hài lòng nhất á là cái vấn đề vợ suốt ngày á là lên Facebook. Có thể một ngày á là anh á là lên Facebook khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Bất cứ lúc nào em cũng thấy trên Facebook. Tốn rất là nhiều thời gian để mình cần thời gian để chăm sóc gia đình rồi công việc này kia nữa. Nhưng mà anh á là lên Facebook là hơi bị nhiều. Ảnh cũng nói hơi quá chứ chị, chứ không. Chứ chị thấy là ai mà có thể một ngày mà lên Facebook 8 đến 10 tiếng đồng hồ luôn. Anh lên 7 tiếng rưỡi. Ví dụ như là em nói vậy nãy, ví dụ như sáng mà 8 giờ anh xách cái máy ra, cái anh để đó, cái anh chơi mà anh không có để ý tới bất kỳ cái gì xung quanh, cũng không ăn, không muốn, không gì hết. Chơi tới chiều thì lúc đó mới tính là 8 đến 10 tiếng. Không, nhưng mà anh cần một cái á là khi anh đi làm về, anh muốn là em xuống đón. Chứ không muốn là anh đi làm về đây em quay mặt em cười á. Cười sao tao cười sao? Cười á. Cười á, tức là cười cười đáy bôi gì đó. Dạ, cười đáy bôi. Xong lại quay lại là tiếp tục dán cái mắt vào màn hình. Đó. Trời ơi, rồi như vậy thì cái lúc đó cái cảm giác em sao trời? Chứ chị thấy vậy chị cũng chạnh lòng dữ lắm mà nha. Nhưng mà nói gì nói thì ông xã của Oanh á đã không, có nghĩa là không thích em và có nghĩa là tiếp xúc với Facebook nhiều như vậy, thì em có tự mình sẽ khắc phục là sẽ giảm hay không? Thì hôn nhân cái buổi hôm nay á thì em cũng muốn là nói với chồng á là từ hôm nay trở đi á em sẽ bớt, ví dụ như là hồi nãy ảnh nói em á là 10 tiếng thì bây giờ em giảm xuống còn 8 tiếng. Đó là bớt tiếng đó. Quan trọng là có chị nghĩ. Đó, quan trọng là có chị nghĩ. Đó, giờ hai chồng hứa đi nghe. Hứa đi, em kéo tay nhau một cái đi. Chừa hai cái tiếng đó để mà đón chồng đi làm về. Dạ. Rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào các bạn khán giả. Mình là bác sĩ Huỳnh Ngọc Hân. Mình đã có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Anh Quốc trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa. Yeah. Thì năm ngoái mình có trở về Việt Nam để mở phòng khám, để giúp truyền đạt lại những cái kiến thức mà mình đã học được ở bên Anh Quốc. Giúp thứ nhất là chia sẻ cho các bệnh nhân của Việt Nam mình có thêm một lựa chọn mới để điều trị. Cái thứ hai là tham dự các hội nghị để chia sẻ lại kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp. Ok, bây giờ Hưng năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, còn 38 tuổi. Hưng 38 tuổi. Rồi hiện giờ là Hưng đang làm việc ở đâu? Dạ, thì con vẫn có phòng khám tại London. Tại London hả? Dạ. Đúng rồi. Dạ, tức dạ, là dạ. Hiện giờ là Hưng đang làm cả Việt Nam lẫn Anh Quốc luôn. Dạ, đúng rồi. Giỏi dạ. Quá vậy. Đó, và một cái phòng khám ở London. Dạ. Và một cái phòng khám ở Việt Nam, đúng dạ, không? Vâng. Cái phòng khám ở Việt Nam á là tên gì Hưng? Dạ, phòng khám tên Vanity. Vanity. Dạ. Vanity. Vanity ở đường Hai Bà Trưng. Ôi trời, dạ. Sao không. Quá vậy? Chị tới đó mà em bị gì á, em hỏi giống như là hỏi giống như thật. Hỏi như hỏi công thức kìa đó. Đúng rồi. Hai Bà Trưng nhưng mà số bao nhiêu á là dạ. Cô Vân quên rồi. Số 24 Hai Bà Trưng. Số 24 Hai Bà Trưng ngay 24. Cái vòng xoay á đi lên chút xíu nữa. Ủa là chỗ nào đó? Cái chỗ mà ông Trần Đạo gì đúng không? Nó quẹo lên Hai Bà Trưng đi ngược lên là bên tay mặt luôn. Gần 24. Gần cái chỗ của chị Lê Giang xin làm neo á. Chính xác. Bác sĩ ơi, bác sĩ Hương về đây làm rồi thì bên phòng mạch London, phòng khám ở London thì ai coi? Vâng, mình vẫn hàng tháng đi lại 2 tuần ở Việt Nam, 2 tuần ở London. Và mình có nhân viên hỗ trợ mình. Ở Việt Nam thì mình cũng đang có 2 bác sĩ để hỗ trợ mình. Giỏi quá chị ơi. Có nghĩa là một cái đất nước rất là xa xỉ và đất nước rất là khó nha, mà bác sĩ Hương là công tác ở đó là có một cái phòng phòng khám ở đó là quá tuyệt vời. Thực ra là cái công việc của bác sĩ Hưng bây giờ là cứ 2 tuần là ở Việt Nam là gọi là bệnh nhân của bác sĩ Hưng tới, xong rồi bác sĩ Hưng khám xong rồi đưa cái liệu trình điều trị xong và sẽ có 2 bác sĩ ở Việt Nam hỗ trợ, rồi bác Hưng lại phải trở về Anh để mà lại tiếp nhận những cái bệnh nhân ở bên Anh, rồi sau đó lại đưa ra cái liệu trình á, rồi là những người bác sĩ bên Anh hỗ trợ thì bác Hưng lại quay trở về Việt Nam. Đó là như vậy đó. Chắc tôi phải qua tôi gặp bác sĩ Hưng, mà mong bác sĩ Hưng nói bây giờ quốc thuận là phải qua bên Anh bên bệnh điều trị á bạn. Thôi, em bị gì vậy, ngay Hai Bà Trưng được rồi thì em qua bên Anh điều trị.
cho vui. Mình qua bên đó phải đi chơi. Mình đi du lịch luôn. Cái đó mình phải đi chơi. Cái này điều trị lâu dài chứ không phải là điều trị 1-2 tuần. Em hiểu không? Điều trị sức khỏe là chính. Mình sẽ qua bên Vanity bác sĩ Hưng để trao đổi hơn, trao đổi để hiểu hơn về làm sao để có được một cái cơ thể khỏe mạnh. Vâng, anh có thận luôn được chào đón. Giống như ai kia là chị một của tôi. Trời ơi, có thấy ghét không? Đó, vậy thấy ghê không? Cứ tưởng Hồng Vân thờ mưa bụi không á. Khó chịu thiệt đó chứ, khó chịu. Bây giờ thực ra cảm ơn con rất nhiều luôn á Hưng. Bây giờ cô Vân tự tin lắm luôn á. Cô Vân rất là tự tin luôn. Dạ. Con làm bác sĩ thì không gì vui hơn là khi khách hàng của mình cảm thấy khỏe mạnh. Đó. Okay. Rồi, chào bác sĩ Hưng. Và bây giờ tới mời tới bé Đính nè. Cathy Lê. Con chào. Nhưng mà tôi thích cái tên Đính hơn. Cô này cô tên là Cathy Lê nhưng mà tên gọi nhà gọi là bé Đính. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thượng. Em tên là Kim Đính, em 34 tuổi, đang làm quản lý phòng khám cho anh Hưng với làm bà mẹ của hai đứa con. Con có thể nói lớn lên chút xíu không? Dạ. Nhất là cái chữ mà quản lý phòng khám á, có nghĩa là điêu đơn này kia nọ rồi bao nhiêu phần trăm giảm hay là gì 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 đó là qua cô này. Bên này. Cái này ta chuyên môn không biết tiền bạc là gì luôn. Mình phải kết nói với bên này mạnh nè. Con nói lớn lại cái nè. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, con là Kim Đính, 34 tuổi, con đang làm quản lý phòng khám Vanity cho bác sĩ Hưng. Rồi. À, hiện nay là hai vợ chồng là đã có baby chưa? Dạ có, hai bé. Hai bé? Dạ. Trai gái đều đủ hả? Nếp tẻ đủ cả đó. Hay quá. À, thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với cái thời mà hai đứa chưa biết nhau đi. Cơ duyên nào Đính và bác sĩ Hưng gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao nè? Lần đầu tiên mà hai người có gặp nhau thực ra là ở trên lúc đó cái ứng dụng Yahoo chat thì vẫn còn là phổ biến thì mọi người hay vào 360 độ luôn. Đúng rồi, hay vào trong cái nhóm chat gặp những người bạn ở trên mạng để chia sẻ về cuộc sống của mình thì ngẫu nhiên có gặp bé Đính lúc đó thì bé tỏ ra là một người rất lạc quan, yêu đời và giàu nghị lực. Bởi vì bé chia sẻ câu chuyện của mình về hoàn cảnh gia đình khá là khó khăn nhưng mà bé vẫn nỗ lực hết mình và vẫn tự tin mà nhìn vào một tương lai tươi sáng. Lúc đó Hưng đang ở đâu? Dạ lúc đó thì đang là sinh viên y năm tư. Lúc ấy là Hưng còn đang ở Việt Nam. Dạ đúng rồi. Là đang học sinh viên năm y. thứ tư. Dạ, à rồi. Trường y. Dạ. Còn lúc đó là Đính đang làm gì? Dạ con phụ mẹ với lại con đang đi học cấp 3. Con đang học cấp 3. Dạ. Ở lớp mấy? 11 hay 12? Dạ lớp 11. À 11. À lúc bằng biết ngô bây giờ đó. Lúc con phụ mẹ làm gì? Mẹ con bán hàng ở ngoài chợ Bàn Cờ. Bán gì nói nghe coi. Mẹ con bán hàng nói ăn. Lớn lên coi nè. Mẹ con bán hàng ăn. Dạ. Vì phụ mẹ dạy cho bé Đính nấu ăn rất là ngon. Vậy đó hả? Rồi 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 nó nghe nè. Dạ. Cái lúc đó là mới có cảm tình với cái cô bé mà có một cái sự chia sẻ rất là vượt lạc khó. Quan. Học sinh vượt khó. Mặc dù là khó khăn. Dạ đúng, đúng không? Dạ. Đó là bác sĩ là đã cảm tình với bé Đính từ lúc đó rồi đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà lúc đó là trò chuyện có thấy mặt nhau không? Không thấy mặt nhau. Chưa thấy mặt nhau đúng không? Thế thì Đính thì sao? Khi mà chat chiết với anh bác sĩ này là Đính có biết là ảnh đang học trường y không? Dạ sau khi mà ảnh hứa qua làm gia sư cấp 3 cho em á thì em mới biết. À có nghĩa là anh Hưng là tự dưng hứa qua làm gia sư không công cho con hả? Dạ. Rồi lúc đó con mới biết ảnh là bác sĩ. Dạ anh qua anh dạy xong ảnh nói nhưng mà học trò dở hơn thầy, thầy giỏi quá nhưng mà học trò không có giỏi. Ủa nhưng mà con vụ sao mà ảnh qua ảnh dạy không công cho con hay quá vậy? Dạ chắc là con nói là con không có hiểu bài nhiều á mà tại con phải phụ mẹ nữa nên là con rất là lo không biết là mình sẽ tương lai của mình sẽ như thế nào và con cũng hy vọng là cuộc sống mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái anh Hưng nói vậy thì để anh qua anh dạy thêm cho. Tức là thật ra là bên này là thật lòng cũng như chia sẻ con em vậy vậy đó nhưng mà ông này thì lại là rất là sẵn sàng sẵn lòng để qua dạy kèm rồi bây giờ nè. Tức là ông này ông có cái tư chất bác sĩ từ cái hồi mà ông còn con nít tới giờ. Cái lòng nhân của ông nhiều. Thành ra là nghe cô bé này cái hoàn cảnh như vậy vậy là rồi đó ông qua ông gọi là nhưng mà làm gia sư không công vậy đó. Nhưng mà Hưng ơi lúc đó là Hưng có nhìn thấy hình ảnh của bé Đính trên cái avatar không? Không, thời đó thì vậy không có video. Lúc mà Hưng chuẩn bị qua Hưng có suy nghĩ trong đầu là cô bé này sẽ như thế nào không, cái bề ngoài như thế nào hay không, có xinh gái hay không hay là không xinh đó. Thì mình qua thì chỉ với một tấm lòng duy nhất là muốn giúp đỡ cho cô bé này có thêm cơ hội học tốt hơn và có thêm nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Còn lúc đó thì mình cũng thực ra trong lòng mình cũng có người trong mộng khác ở trong trường y. Là đã có chưa hay là trong mộng? Có rồi, người có trong mộng thôi chứ cũng chưa. Tức là lúc đó con đang đơn phương một người gì đúng không? Dạ. Crush một người đúng không? Dạ. Rồi bây giờ giây phút lần đầu qua nhà cô bé học sinh lớp 11 này, lần đầu tiên gặp cô bé này, bác sĩ Hưng có ấn tượng gì không? Thì ấn tượng thì vẫn như là ấn tượng ban đầu. Em ấy là người rất là chịu khó và chăm lo gia đình. Và chỉ thuần túy coi như một người em gái thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con thì sao? Con thấy anh giỏi và đẹp và tốt nên con ngưỡng mộ. Nhưng mà mẹ con có hỏi han gì bạn sinh viên này không?
Dạ, mẹ con là phụ nữ nông thôn nên là khi có con mình nó được một người giúp đỡ vậy mẹ con rất là vui. Tại vì ngày xưa theo cái tục lệ ở quê con á, phụ nữ không có được học nhiều nên mẹ con không có được đi làm giáo viên như bạn cùng trang lứa nên là mẹ con rất vui vì điều đó nên cũng không có thắc mắc nhiều ạ. Nói chung là mẹ quá vui rồi đúng không? Dạ. Rồi lúc đó đến mới đầu là con chỉ ngưỡng mộ bác sĩ Hưng thôi đúng không? Dạ. Rồi từ lúc nào là con cảm thấy là con yêu ảnh? Con hả, chắc là con gặp ảnh là con thần tượng á, tại ảnh tốt và ảnh dễ thương nữa nên là con rất là ấn tượng với ảnh. Biết rồi. Thật ra là có cảm tình đó chị. Biết là thần tượng, biết là này cái rồi. Cái chữ mà ấn tượng đó chỉ là nó văn học chút xíu thôi chứ là có cảm tình với ảnh rồi. Cô muốn hỏi là chừng lúc nào thì con cảm thấy là con không thể nào đè nén được cái cảm xúc của mình về cái tình yêu đối với ảnh và bộc lộ luôn. Con phải bộc lộ tại vì lúc đó anh chỉ coi con như em gái thôi mà. Dạ có, ảnh còn thích mấy cô trong trường y về nói với con á. Cái gì? Còn nhờ con mua đồ ăn á, đem theo đi vô trường á, gọt xài cho mấy chị trong trường tổ 1, tổ 2 ăn. Cái crush của ổng đó. Yeah. Là ổng dẫn đi theo hả? Nhờ đó, nhờ đem đồ ăn nè, nhờ này kia nọ cho mấy cô mà ổng thích á. Lấy le với mấy bạn á. Thì nói là đây nhỏ học trò tôi đó. Không, dạ, em gái, con em gái anh nó gửi đồ này kia nọ đến đó. Rồi. Rồi sao? Lúc ấy con có ghen không? Con cảm thấy chặn lòng, con buồn không? Lúc đó con cũng nghĩ là mình chắc là ảnh giỏi như vậy, mình không có xứng với ảnh đâu, con chỉ thích ảnh theo cái kiểu là đơn phương như vậy thôi á. Rồi sau đó là con bài học không hiểu nhiều hơn, con hỏi ảnh và con có hình như là cũng có một tí gọi là yêu á phải không? Dạ yêu và mê đó, đúng là mê rồi. Tìm nhiều cơ hội để gặp ảnh hơn. Ví dụ như là anh ơi em có những cái bài tập này khó quá không biết, nhưng mặc dù con có biết làm cũng không biết để qua được gặp ảnh. Một lần mà ảnh dạy cho bé Đính là bao nhiêu lâu? Phải một tiếng, hai tiếng, phải hai tiếng. Có lần nào dạy 3-4 tiếng không? Dạ không. Cố tình không hiểu bài để giữ ông lại đó. Dạ không có, tại anh còn nó tăng số lần lên thôi. Nó tăng số lần gặp lên thì thôi. Thầy, để em hỏi vụ này nè. Đến khi nào thì mới bắt đầu tỏ tình với ông thầy này? Chắc chắn là bé Đính dạ, phải tỏ tình. Dạ chưa dám nói gì hết á, nhưng mà con lại có cái cách tiếp cận là hay mua đồ ăn vặt cho ảnh, đem vô trường cho ảnh. Cái đó là trong kế hoạch của Đính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi cứ đi cạnh ảnh hoài á, cái mấy bạn của ảnh á nghĩ là chắc là hai đứa này nó yêu nhau rồi, còn anh Hưng thì nghĩ con nhưng đứa em gái nhỏ nó thích đi theo vô đó thì cho nó đi theo thôi. Từ từ không có ai để ý ảnh hết, con hốt luôn. Mỗi khi mà người ta nghĩ là mình là bạn gái của ảnh chắc là bé Đính lúc đó khoái lắm. Con vui. Thì nó cố tình mà cái kế hoạch đó là vì như vậy mà không có ai để ý tới bác sĩ Hưng. Thế là cuối cùng nó hốt luôn. Dạ. Nhưng mà bác sĩ Hưng có cảm nhận được là cô bé này thích mình không? Không. Không biết luôn. Không biết là cô bé này thích mình nhưng mà không biết cô bé này đi theo mình là để dằn mặt hết các chị em khác. Nhưng mà cái thời gian đó bao lâu thì con bắt đầu có một cái cảm xúc hoặc là một cái cảm nhận là hình như con bé này nó thích mình. Đúng rồi. Đó. Thì cũng chừng quen nhau chừng một năm hay là khoảng vài tháng, gần một năm gì đó là biết cô bé này là con cảm nhận điều đó đúng không? Em chưa hiểu, tức là quen nhau nghĩa là qua dạy kèm một năm thì mới biết hả? Không, có nghĩa là gì nè, cứ dạy kèm vậy đó rồi xong rồi bé Đính Hưng đi đâu là nó cứ đu theo. Em biết. Đu theo xong rồi độ khoảng một năm sau thì bắt đầu Hưng cảm nhận là bé Đính là thích mình đó, thì bởi vì đó mình cần xác nhận là gì đó. Khi mà biết bé này thích mình mà đặc biệt là năm đó là năm cuối cấp nữa, năm lớp 12 nữa đó, thì sao nè, thầy ứng xử làm sao với cái cuộc học trò này của mình à? Vậy là con nói thích ảnh trước hả, đúng không? Dạ. Nhưng là bao lâu con dám nói? Có đợt đó anh đi về Bảo Lộc hay sao đó, xong rồi cái ảnh lên thì con biết là ảnh đang buồn tại vì người trong mộng của mình á có anh người lấy yêu chồng phải không? Dạ cái con ấy không sao, anh đẹp trai luôn, chị đâu không thích anh thì em thích. Là mình nói vậy luôn. Chị đâu không thích anh thì em thích. Rồi khi mà nghe cô bé ấy nói với mình thì phản ứng của thầy thì sao? Nghe cô ấy nói thì phản ứng thầy thì sao? Thì cũng mình cũng lúc đó thì cũng bất ngờ, cũng không biết làm sao, nhưng mà mình cứ để mọi việc nó tự nhiên. Thực ra là cô ấy là một người bạn rất tốt thì mình vẫn qua lại thường xuyên và lâu dần thì tình cảm nó được vun vén từ từ. Không, mình biết nhưng mà mình muốn hỏi rõ cái này. Nhưng khi mà bé Đính nói cái câu đó, bây giờ người ta đi lấy chồng rồi, người ta không thích anh nữa thì có em, có bé Đính nè. Thì khi thầy nghe cái câu đó thì thôi bây giờ hỏi Đính nha. Dạ. Khi mà em nói câu đó ra xong thì phản ứng của anh Hưng, anh cũng không có quan tâm đó, anh cứ nghĩ là con đang an ủi ảnh khi mà thấy ảnh đang buồn, tại vì là một cái người bạn của con mới, của người bạn của ảnh đồng hành với ảnh hơn một năm qua thôi nên là ảnh cũng bình thường, ảnh cũng không có suy nghĩ gì nhiều hết á. Vậy hả? Rồi con có buồn không? Rồi con có nói thêm lần nữa không? Con không có dám nói luôn, con có đi theo bên cạnh miết chứ. Cứ theo tò vậy thôi. Là lúc đó học lớp 12 đúng không? Dạ. Rồi đi con đi theo được bao nhiêu lâu, thời gian bao lâu thì là hai đứa bắt đầu khoảng 2 năm.
Quen nhau không? Cưới thì tới 7 năm. Quen nhau 7 năm. Thì đó, nhưng mà ý là cái tò mà theo bao nhiêu lâu á, thì lúc đó chính thức là anh Hưng ảnh tiếp nhận tình cảm của con. Dạ 2 năm đó. 2 năm. Dạ. Rồi Hưng tiếp nhận sao Hưng? Tại sao lại tiếp nhận? Thì nó theo hoài thì tiếp chứ sao? Em phải hỏi gì nè. Lúc đó tiếp làm sao? Tại bác Hưng nhìn khô à. Tiếp thì sao, ví dụ nắm tay. Nó thì trong lúc cô đơn lạc lõng thì có con bé nó cứ tò theo mình hoài. Thì thôi bây giờ thì mình cũng phải thò cái tay mình nắm thôi chứ sao. Đúng rồi, Hưng sao Hưng? Hưng sao? Hưng có nói một cái lời nào với Đính không? Không có, với mình thì không có một cái gọi là lời tỏ tình chính thức thì không. Nhưng mà mình nói là mình cứ để mọi việc từ từ nó tiến đến một cách tự nhiên. Những việc nắm tay nó cũng xảy ra rất là tự nhiên. Đi ăn chung với nhau nó cũng dần dần xảy ra một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà hồi nãy tụi con nhớ là có cái thời điểm là 2 năm là tụi con chính thức yêu nhau đó. Thì nó phải có một cột mốc gì. Đúng vậy. Một cái hành động gì hay là một cái sự kiện gì chứ. Đúng đó. Đó. Thì... Hưng có nhớ không? Dạ không nhớ rõ cái Đính sự nhớ kiện. Đính nhớ không? Đính con nghĩ là cái đợt mà bà ngoại anh Hưng mất á, anh Hưng đi về Bảo Lộc á, xuống á. Con nói lớn lên coi Đính. Dạ sau cái đợt mà bà ngoại anh Hưng mất á, anh Hưng xuống á, thì tụi con con đi với anh Hưng về Sài Gòn á, thì tụi con chính thức quen nhau, con nhớ vậy. Là quen nhau trên chuyến xe? Dạ không, đi về lại Sài Gòn á, anh Hưng đi xuống á, xong cái anh Hưng đem đồ ăn về kia xuống cho con á. Rồi sao nữa? Thì cái con đưa đồ ăn cái quen nhau hay là nắm tay hay là hôn má? Con đi qua nhà ảnh xong rồi cái con ăn ủi ảnh, con ôm ảnh. Con không sao đâu, sao vậy cái tụi con thành đôi luôn á. À con ôm ảnh rồi ảnh buồn quá, nó ôm con. Hai đứa ôm nhau. Nhưng mà ôm từ phía sau ôm tới hay là xem hỏi cái gì vậy? Tao ôm gì kệ người ta. Tại vì mình phải rõ ràng đúng không? Ôm phía sau. Ôm phía sau thì nó chia sẻ, còn Hưng nó quay qua nó ôm lại hay là ôm đằng trước? Đằng trước ôm sao vậy? Cơ trời không nhớ nữa. Trời ơi không nhớ. Đến ôm trước thì chắc chắn là sẽ có cái chuyện là chẳng hạn như Hưng đang ngồi vậy đó, rồi đến tới anh ơi này kia nọ, rồi sẽ ôm theo tư thế là đứa đứng đứa ngồi, đúng không? Đó rồi xong đó là nghề nghiệp luôn cái hình dung ra. Tại vì ôm phía sau ôm tới nó sẽ đẹp kiểu khác. Ôm trước ôm xuống nó đẹp kiểu khác nữa. Ông là đạo diễn đúng không? Đó thành ra là khổ hết sức luôn vậy hả? Anh bệnh nghề nghiệp gì đâu. Ôm cái gì nó cũng là ôm mà. Mai mốt á em qua bên đây á, em qua bên đây em làm xong á, em nhớ em lấy cái tư liệu của em từ đầu nha, để coi là em bắt đầu thay đổi về ngoại hình như thế nào nha. Có, em là đạo diễn đó, em làm sao để mà trời tôi vẫn nguyên em một giữ cái đám lại quay phim luôn, đi theo luôn, để em giữ lại cái hình ảnh của em á, là từ khi lúc em mũm mĩm á cho đến khi em thay đổi thành một người đàn ông gentleman á. Đó okay, với một cái vóc dáng mình hạt sương mai thì nó sẽ như thế nào. Okay, nha chị Mộc ơi. Ok rồi, rồi tiếp luôn. Để từ cái ôm đó coi như là chính thức quen nhau. Dạ nhưng mà tới 7 năm sau mới cưới. Dạ đúng không? 5 năm sau chứ. Dạ thì 5 năm sau. 5 năm sau mới cưới. Sao dài quá vậy? Tại vì lúc đó là con giúp đỡ cho gia đình mình á, rồi anh Hưng anh cũng mới ra trường, rồi có một thời gian anh đi làm trên giàn khoan nữa, tháng ở đất liền tháng ở ngoài giàn khoan. À làm ở giàn khoan hả? Tại sao lại làm giàn khoan? Thực ra thì con thì học ngành y thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với các ngành khác, mà đã là nam giới thì trước khi lập gia đình thì họ muốn có một sự nghiệp vững chãi, có thể tự lo cho gia đình vợ con trước. Mà trong ngành y thì cái thời gian nó sẽ hơi lâu hơn so với các ngành khác. Thì tức là ra giàn khoan cũng là làm đúng rồi, tức là cũng quen nhau 3 năm rồi mới ra trường, rồi ra trường rồi cũng đi làm nhà nước 2 năm rồi mới bắt đầu có chút kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề, rồi sau đó mới bắt đầu đi làm tư nhân. Thì chỉ đi làm tư nhân sau 2 năm thì mình mới kinh tế vững vàng ổn định, thì lúc đó hai người mới đến với nhau. Tức là Hưng là khi nào thì Hưng mới qua bên Anh? Con qua bên Anh Quốc là vào đi thi là vào năm 2014 lấy chứng chỉ hành nghề, rồi 2015 là bắt đầu chính thức qua Anh Quốc làm việc. Tức là người ta tiếp nhận Hưng qua làm việc hay là Hưng con đi thi lấy chứng chỉ hành nghề là qua đó làm việc chính trong bệnh viện luôn, trở thành bác sĩ ký tên điều trị bình thường như các bác có sĩ nghĩa khác. Là không phải mình bỏ tiền ra để mà mình không. Đi học hay dạ, là phải đi học chuyên tu gì không. Mà khi mà Hưng thi vô gọi là một cái tổ chức đó, đúng không, một cái bệnh viện đội họ tuyển là Hưng thi, và cái điểm của Hưng á là người ta chấp đạt nhận chuẩn. Đạt chuẩn và làm bác sĩ luôn ở cái bệnh viện đó. Rồi mình biết cái vụ đó, đó. Rất rồi, khó lắm, ông này rất là giỏi, phải nghe. Cực giỏi mới có thể đạt được những cái đó. Cái năm đó là bác sĩ Thảo cũng vậy đó. Anh Hưng nhà con á là năm đó là bác sĩ Việt Nam đầu tiên học ở Việt Nam mình mà thi đậu chứng chỉ RMC ở Anh. Đó. Bên Mỹ thì Việt Nam mình xưa giờ đi rất là nhiều, nhưng mà bên Anh Quốc thì khi mà năm đó con đi thì là người đầu tiên. Con là người đầu tiên. Bên Pháp cũng khó đúng không? Dạ. Bên Pháp để nhận ở lại mà ấy như vậy cũng khó đúng như, không? Như vậy là lúc đó là hai đứa đã quen nhau. Cái con cưới nhau rồi. Hả? Cưới nhau rồi. Cưới rồi. Dạ. À.
cưới hồi tháng 11 năm 2013. 13. Lúc mà anh đi qua Anh là anh đang bầu đứa con gái lớn 4 tháng, anh Hưng thi đậu. Ủa là con có đi theo Hưng không hay là con ở Việt Nam? Dạ có đi theo. Dạ. À là hai chồng đi qua bên Anh luôn. Lúc con đi thi. Không, lúc con đi thi thì vợ có đi theo dạng du lịch thôi. À, nhưng mà lúc đó thì có cô chú và ở bên Anh Quốc thì bảo và ở lại cũng dưới dạng du lịch vậy đi rồi đợi chồng mình thi qua làm luôn thì ở lại luôn. Thôi bây giờ cái vụ mà hai bạn yêu nhau rồi bên hai gia đình có đồng ý hay không thì chắc chắn là đồng ý rồi. Đúng không? Riêng với gia đình của Đính là chắc chắn đồng ý rồi. Thứ nhất là có một ông rể mà vừa giỏi vừa là bác sĩ vừa đẹp trai gì thì chắc chắn là phải đồng ý rồi. Thế thì bên gia đình của bác sĩ Hưng có đồng ý với cô dâu này không? Gia đình của con thì mới đầu cũng là có lực cản khá nhiều nhưng mà mình đã là nam giới tự quyết định mà mình có thể tự làm kiếm sống, tự lo cho gia đình được thì mình cũng không ngại gì gia đình, mình sẽ thuyết phục gia đình. Ok, như vậy là từ tình yêu cho đến vợ chồng thì nó không có gì trắc trở cả. Không, chị muốn hỏi một câu này nè. Ủa bây giờ nè, sau khi mà tụi con đã ở bên Anh rồi, ổn định về cuộc sống rồi, có con cái rồi, có phòng khám riêng rồi, tại sao tụi con không tiếp tục làm ở bên đó mà lại quay về Việt Nam? Đó. Bởi vì mình cảm thấy mình khi về nước mình sẽ giúp được cho nhiều người hơn. Những cái kiến thức mình học bên đó thực sự là rất hay. Mà mình khi mà, đặc biệt là khi mình xem những cái tin tức, những cái bệnh nhân mà họ điều trị sai phương pháp, họ bị tai biến hay là đến những cơ sở không uy tín mà họ bị tai biến, mình đọc tin thì mình cảm thấy rất là bức xúc. Mình nghĩ tại sao mình đã có những cái kiến thức tốt như vậy, mình về mình không chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là để cho bệnh nhân hiểu rõ hơn, giúp cho bệnh nhân tự bảo vệ sức khỏe của mình. Thứ hai là mình cũng có thể tham dự các hội nghị y khoa, chia sẻ thêm kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Đó thì bởi vì muốn hỏi câu hỏi đó đó để mà thấy được là giống như vậy nè, thực ra là khi mà chị đến làm đến Vanity á thì chị cũng có nói chuyện với bé Đính, thì nghĩa là cuộc sống của Đính, hai vợ chồng ở bên Anh rất là ổn định, thu nhập cũng rất là cao với cái công việc của bác sĩ Hưng. Nhưng mà tự nhiên bây giờ hai người quay trở về đây thực sự là cái khó khăn rất là nhiều luôn, vì là chưa quen về thị trường cũng như chưa quen nhiều người, ngay cả cái chỗ mà để mở ra được những phòng khám nó cũng rất là mệt mỏi về đủ thứ, giá cả thì cũng mắc mà vẫn muốn về. Vẫn muốn về. Và thực sự là cái việc mà Hưng nói là để giúp nhiều người, giúp bệnh nhân, thì cái người đầu tiên là cặp vợ chồng của chị với anh Tuấn Anh, tức là hai vợ chồng cô chú. Thực sự là nói từ đáy lòng luôn quý vị khán giả, là Vân á, là Vân giữ cái số kilo nó quá tải. Vân với anh Tuấn Anh là 15, gần 20 năm chứ không phải là 15 năm, gần 20 năm. Và lúc đó là thực sự hai vợ chồng tuyệt vọng luôn, là nghĩ là chắc mình cứ vậy cho đến khi nào mà mình già, mình lớn rồi mình mất đi luôn. Tại vì rất là cũng nhịn ăn nè, cũng tập thể dục thử, cũng ABCD đủ thứ hết, nhưng mà nó không có xuống. Thành ra là mệt mỏi lắm, cho đến khi mà gặp được bác sĩ Hưng, gặp bác sĩ Hưng, gặp Vanity, thì bây giờ là trở lại được một cái dáng vóc gần như ngày xưa rồi á. Thì cái vấn đề ở đây là cái thẩm mỹ, cái đẹp nó chưa quyết định mà là cái sức khỏe. Thực sự mình thấy mình yêu đời, tức là mình rất là khỏe luôn á, và mình yêu đời vô cùng, nhất là chú Tuấn mừng dễ sợ luôn. Cho nên là rất cảm ơn bác sĩ Hưng, như là cảm ơn vợ chồng hai bạn đã có một cái quyết định táo bạo là các bạn quay về Việt Nam, các bạn làm việc và các bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã học được và giúp được cho những người, ví dụ như hai vợ chồng cô chú, bạn bè của cô chú cũng có những hoàn cảnh giống như cô chú nhiều lắm. Thành ra là chắc chắn là sẽ đến với tụi con để tụi con có thể giúp đỡ. Và cái người mà tiếp theo ngay bên cạnh cô đây, đó là nghệ sĩ Quốc Thuận, thì cũng sẽ đến gặp tụi con. Và cô mong rằng là đến tiếp theo khoảng chừng 2-3 tháng nữa ha, ở chương trình Vợ Chồng Son, thì quý vị khán giả sẽ thấy một nhân dáng khác của nghệ sĩ Quốc Thuận. Ai chứ một người chị mà mình rất là kính trọng và rất là tin tưởng là chị Một Hồng Vân. Nói và chia sẻ cũng như là chỉ bảo thì mình luôn luôn có một cái niềm tin gần như là tuyệt đối. Chắc chắn thì không thể nào mình nói cái từ tuyệt đối được. Gần như là tuyệt đối. Thì thôi chắc cái số sau chị ngồi dẫn mình ra. Anh đi với bác sĩ Hưng đi về liền luôn. Không, em nó không ảnh hưởng gì, em vẫn làm việc bình thường. Không,
Ý nói là đi luôn, đi làm luôn á. Đi... anh nghe thấy thích quá. Đi làm luôn là sao? Đi theo bác sĩ Hưng, đi qua Vanity làm luôn á. Ủa em vẫn đi qua và em vẫn làm công việc của em. Em đâu cần phải để chị dẫn một mình, em bị điên à? Chị không hiểu hả? Có nghĩa nghe nói thích quá. À. Là muốn đi luôn á. Là không đi theo. Chờ luôn đó. Đi theo học nghề. À bây giờ á hả? Không, tại vì nghe thích quá, thích quá. Em bị điên, em bị điên. Thôi đi để. Thôi để hỏi vụ cuộc sống hôn nhân đi. Cái vụ kia đi. Bác sĩ hiền quá, giỏi quá, chắc không có tật xấu đâu. Không, thật ra nè, em nói thiệt với chị nghe. Một người quá hiền. Ừ. Còn một người á cũng hiền luôn, hiền quá. Ừ, một người quá hiền, người hiền quá thì làm sao có cái chuyện gọi là cãi vã nhau. Đúng rồi, đó, làm sao có xấu cái đâu. Chuyện chửi lộn nhau. Ừ. Đúng không? Những người văn minh sống ở một đất nước văn minh. Ừ. Thì làm sao mà chửi lộn. Ừ. Chắc chắn mà không chửi lộn chắc chắn không có tật xấu. Thôi để hỏi đi, sao em biết như vậy? Là chồng có tật xấu, ổng có tật xấu gì không? Đâu đâu, đến ừ phải đến nói trước đi. Dạ có một tí. Có một tí hả? Dạ. Đâu một tí đâu, kể cái tí đó. Dạ thích chơi game. Đam mê công việc mà còn thích chơi game nữa. À. Vậy rồi thời gian đâu chơi với vợ rồi chứ con. Thích chơi game. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi con có buồn không? Mỗi lần mà chồng chơi game vậy con có buồn không? Dạ không, tại vì anh Hưng là một người chồng tốt, luôn luôn chia sẻ. Mỗi khi mà con có cảm giác là hơi bị mất cân bằng khi mà anh Hưng ngày càng phát triển hơn. Giống như anh qua đó xong anh rất là miệt mài, vừa mở phòng khám mà vẫn đi học, lấy được bằng thạc sĩ da liễu của anh nữa. Nói lớn lên coi, nói gì mà có âm thanh. Nói cái gì là tư vấn cho khách hàng như tôi thì sao trời. Dạ. Con nói lớn lên là, tức là Hưng hiện giờ vẫn đang vừa đi làm vừa đi học bên đó luôn. Để lấy thêm một cái bằng nữa về da liễu à? Dạ, bằng thạc sĩ. Thạc sĩ mà về da đúng không? À, không, thực ra thì là ngành thẩm mỹ nội khoa là mình đã học lấy bằng thạc sĩ ở bên đó trong thời gian đi học, đi làm. Dạ. Lỗi của nó nhỏ quá. Rồi tiếp. Tiếp nè. Tức là đam mê công việc rồi nhưng mà về là rảnh là chơi game. Những lúc mà mất thăng bằng á là vẫn có ảnh chia sẻ với mình. Cái đó là đúng cái là tính tốt. Ừ. Còn giờ đang nói về game. Đó. Là game là ghiền chơi game. À. Có bỏ bê có bỏ bê vợ không? Dạ không. Tức là vẫn hoàn thành nhiệm vụ của người chồng đối với vợ đúng không? Dạ. Vậy thôi có gì đâu. Nhưng mà giá như mà không chơi game thì nó sẽ hoàn hảo đúng không? Dạ đúng. Đó. Đồ tham lam. Cũng chưa chắc không chơi game mà đi nhậu với bạn thì cũng. Ờ. Bà mày muốn ổng ổng mà nhận một cái bệnh nhân như tôi là không chừng cũng có thêm người bạn nhậu. Rồi giờ sao thêm nữa đi. Còn gì nữa? Thêm đi. Có làm công chuyện nhà không? Dạ. Không, chỉ có một làm việc nhà là chỉ phục vụ con gái thôi. À. Phục vụ con gái. Đến nhà. Dạ. Thứ nhất là anh lớn tuổi mình. Anh bác sĩ nữa. Bác sĩ thường kỹ tính đúng không? Ừ. Thì không biết là bác sĩ Hưng có gia trưởng không? Dạ không. Ừ. Không gia trưởng rồi có ghen không? Dạ không, có con ghen. Con ghen hả? Thôi để từ từ để chồng nói. Ừ. Không giờ lát gán dịch ra tìm sao. Không, đừng có tìm nữa, bây giờ vậy đi. Cuộc đời con giờ con chỉ mong chồng con á thay đổi một cái điều gì để mà hoàn thiện nhất. Đó. Con mong là anh Hưng sẽ thay đổi là bớt công việc lại, yêu thương bản thân mình hơn. Và con với Cathy với Tiffin á chỉ cần một cái gia đình ở bên cạnh nhau hạnh phúc. Chứ con thấy ảnh á đang rất là phải bôn ba giữa Việt Nam và anh á, thấy là anh rất là vất vả công việc. Thấy chồng vất vả quá đúng không? Xót cho Hưng đó. Xót. À, xót cho anh. Trong cuộc đời quá nhiều việc mà. Đúng không? Rồi. Ok rồi. Dạ. Hưng mời Hưng nè, đó. Không mà bây giờ hỏi thêm nè. Giữa vợ với con là bác sĩ Hưng, tại vì nãy nó xì gái Cathy, là Cathy. Ừ, làm việc á, lúc mà làm việc á là chỉ làm cho con gái thôi. Ừ. Là đủ biết được là ông này rất là mê con. Vậy thì mê con hơn mê vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Mà đúng. Em cũng vậy mà em cười gì thì tự Liên nó cũng nói với chị là em mê con hơn mê nó. Nhâm thì từ mình mới suy ra. Em phải cân bằng 50-50 chứ. Ủa không có vợ em lấy ai đẻ con cho em để mà em cưng nựng. À nhưng mà có mong muốn là coi như là anh ấy sẽ 50-50 cân bằng không? Cân mong bằng đi không? Con mong đi, cơ hội đó. Nói với anh hy vọng là vợ chồng mình sẽ dành nhiều thời gian để bên cạnh nhau hơn. Đồ. Okay. Rồi bây giờ tới bên ấy đó. Vợ thì rất là thương yêu gia đình à, nhưng mà nó, chính vì vậy thì nó cũng kèm theo tác dụng phụ đó là có tất cả những người xung quanh vợ đều rất là quan tâm. Bản tính của vợ là rất là quan tâm, thương yêu mọi người xung tất quanh tất cả mọi người xung quanh đúng không? Nhưng mà như vậy thì rất là dễ bị stress. Thì là những người thực ra những người mà quá lúc nào cũng nghĩ tới quan tâm chăm sóc cho mọi người, muốn đảm bảo mọi người xung quanh mình hạnh phúc là họ sẽ dễ bị stress vậy lắm. Mà vợ stress là sẽ lay stress vào cho mình. Thì ra đó là điểm yếu chính của vợ là quá quan tâm với
tất cả mọi người xung quanh, tức là đó. Mình phải hạn chế bớt lại, giới hạn lại để bảo vệ sức khỏe tâm thần của mình. Tại vì mình cảm thấy sức khỏe tâm thần của vợ thực sự đang kém đi khá nhiều, chỉ vì quá lo lắng, quá lo quan tâm với tất cả mọi người xung quanh. Nói chung là bớt bao đồng, bao việc nhà thôi, bao việc nhà với việc của thẩm mỹ thôi là đủ hết ngày rồi, đúng không? Rồi còn cái gì nữa? Còn gì nữa không? Nói luôn đi. Đúng rồi. Ghen sao, ghen sao, con nói đi. Thứ nhất là kiểm tra điện thoại thường xuyên của mình và kiểm tra điện thoại mình thường xuyên. Nhưng mà em bỏ 2-3 năm rồi. Dạ, nhưng mà cũng hạn chế được một chút rồi. Chứ mới hồi mới quen là điện thoại của mình là lúc nào cũng phải kiểm tra. Tại vì á mình làm đám cưới được với idol của mình, thành ra là mình cứ sợ bị mất. Muốn chiếm hữu mình mày. Muốn chiếm hữu đó, cái tâm lý chung đó mà. Rồi còn cái ví dụ nào nữa không? Ví dụ như đi đâu đi đó là người ta mà ngồi kế mình thì có khó chịu hay không? Cũng có luôn, thấy cô gái nào xinh đẹp mà ngồi bên cạnh chồng là và phải bỏ việc khác lại ngồi bên cạnh chồng. Nghĩa là xen vô giữa ngồi luôn. Không có xen vô giữa ngồi thì không, nhưng mà lúc nào cũng sẽ đứng sát bên đặng canh đó, đúng phải không? Sát bên. Ủa rồi mỗi lần khẳng định chủ quyền. Ví dụ giờ mỗi lần con đi máy bay từ bên Anh về Việt Nam hoặc đó, ngược lại từ Việt Nam qua Anh mà con đi con mình là đương nhiên kế bên con phải có người chứ. Dạ. Rồi bên cạnh con là một người phụ nữ, nó có ghen không? Cũng có luôn. Trời ơi, rồi ghen sao? Con hay hỏi là nó anh đi vui không? Cái anh Hưng nó cũng vui, hỏi này kia cái con hỏi chứ. Bữa nay anh ngồi kế ai vậy anh? Cái anh Hưng nó không biết nữa, cái anh Hưng nói họ ngồi kế con gái, anh Hưng nó ừ như vậy. Sao anh không ngồi kế con trai, ngồi kế con gái vậy đó? Vậy thì mai mốt mà anh biết sao được. Vậy mai mốt mà rủi mà lỡ như random cái số ghế mình ngồi kế cái cô tiếp viên hàng không thì sao? Không? Hả? Căng ạ. Rồi con nhiều khi con có bị áp lực về cái việc mà vợ con ghen không? Cũng có. Có đúng không? Vậy riết rồi cũng quen rồi. Rồi thôi bây giờ mà muốn thay đổi luôn đi. Đó. Ừ đúng rồi. Thay đổi. Và nắm tay vợ nói đi. Bây giờ mình đã cưới nhau 10 năm rồi, con cái đều hề, gia đình hạnh phúc rồi, vợ phải yên tâm tin tưởng chồng, đừng có nghi ngờ chồng quá. Cảm ơn anh. Trời ơi, mà ông thiệt, thật thiệt thà. Trời Hưng nó thật như đến. Ông thực sự á, mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á đều đầu tiên hết là cô thấy đều có cái tấm lòng thực sự rất là nhân hậu luôn, cả vợ cả chồng. Nãy chú Bin nói đó, một người quá hiền, người hiền quá đó. Ừ. Thì cô nghĩ là với một cái nền tảng như vậy á là tụi con cứ phải yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cái tổ ấm của tụi con đâu. Dạ. Bởi vì ngoài cái việc của mình ra, nhiều khi mình ăn ở có đức mặc sức mà ăn á, ông bà mình hay nói câu đó đó. Dạ. Riêng chỉ có một cái này á là gì nè, biết là bác sĩ Hưng rất là nhiều việc, thực sự là vừa đảm bảo bên đây vừa đảm bảo cho bên Anh Quốc, cực thiệt. Nhưng mà ngay thời điểm này á là bác sĩ Hưng không thể dừng được cái việc đó. Thứ nhất là bây giờ con mới có 34 tuổi thôi. Là cái thời điểm đẹp nhất của một người đàn ông thành đạt và phải lo cái sự nghiệp. Tại vì ngoài cái riêng ra còn có cái chung nữa. Thực sự lo cho cái chung nó nhiều. Và nếu như mình để vượt cái cơ hội và cái thời gian vàng cho một người đàn ông mà đẹp nhất, là cái thời gian vàng là sẽ đến năm 44 á em. Là 10 năm nữa. Để bác Hưng có thể làm được rất nhiều thứ cho cộng đồng, cũng giống như là cho bản thân mình và cái đam mê. Thì đã đam mê cái bác sĩ này rồi á là người ta sẽ phải làm xong những cái công trình, những cái mà người ta đang mong muốn. Thì thành ra là con vẫn cứ là một cô bé đính âm thầm chăm sóc cho chồng, lo cho chồng để chồng có thể đạt được cái sự nghiệp mà chồng mong muốn ha. Đó, rồi ghen thì con yên tâm là 10 năm nữa nha. Ví dụ như trong thời gian bác sĩ Hưng còn đang chưa đạt được những cái điều bác sĩ Hưng đang mong muốn thực hiện thì con yên tâm là vấn đề bồ bịch chắc không có đâu, vì không có đủ thời gian để làm cái chuyện đó, đúng không? Đúng. Cho nên thôi cũng bớt cái áp lực cho bác sĩ Hưng có cái đầu óc thoải mái để mà làm. Còn về phần con, cái vấn đề bao đồng á, cô thấy cũng nên bớt. Có một cái câu hôm bữa cô có viết status của cô á, nên để dành, tức là làm cho cuộc sống mình thoải mái nhất khi mà mình chỉ dành thời gian của mình cho những người mình yêu thương. Những người yêu thương là nó sẽ gói gọn trong cha mẹ mình, chồng mình và con mình. Còn ngoài ba cái gọi là dữ kiện đó ra thì là chỉ thực sự khi nào mình có thời gian rảnh thực sự mà còn thừa thời gian đó thì mình sẽ quan tâm. Còn không á là cái việc mình quan tâm sẽ là một cái cách khác, chứ không phải là mình dành tất cả cái thời gian mình có để mình làm cái điều đó, đúng không con? Dạ con cảm ơn cô, con thấy nhớ. Chứ không là con sẽ mệt cho con á, chứ không mệt cho ai trên. Với lại từ tâm lý của tôi á, mà tôi thấy vậy nè, một người đàn ông mà thương con thì người đàn ông đó chắc chắn là người đàn ông luôn luôn tìm đủ mọi cách để bảo vệ gia đình của mình. Dạ.
Tại vì không bao giờ người nào thương con mà muốn các con của mình nó bị ảnh hưởng bất cứ một điều gì. Dạ. Mà thiếu vắng đi một người cha, một người mẹ. Dạ. Cho nên chúc mừng Cathy Lê, chúc mừng mới đến có một người chồng vừa tài giỏi vừa đức độ, lại là dạ, một người đàn ông của gia đình. Okay. Đó, giờ chúc xong rồi nè, giờ donate thêm cho em nha. Con nói cái tên của con với trong nhà đi, vui lắm. Tại dạ, sao tên là Đính? Tại vì bà ngoại con á thích coi cải lương. Lương Kim Đính. Dạ, để nói cho nghe vui lắm. Rồi, bên nhà nội con á thì có Tài Linh, có Minh Tiến, có Thanh Hằng. Đó. Còn bên nhà bà ngoại á thì có Vũ Linh, có Thanh Kim Huệ, có Minh Cảnh. Đó, tên đó, tên luôn. Trời ơi trời. Mê. Ừ. Vậy hả? Dạ. Là đặt tên vậy luôn á. Rồi. Ok, xin cảm ơn bác sĩ Hưng. Dạ. Cảm ơn mới đính đã đến đây để chia sẻ câu chuyện hôn nhân, nói chung là rất là đẹp, phải không? Dạ. Chuyện tình của hai bạn rất là đẹp. Và dạ, cái nữa là chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc ha. Và sẽ ngày càng phát triển hơn nữa với những gì mà bác sĩ Hưng mong đợi. Dạ. Đang ấp ủ ha. Muốn mang đến cho người Việt Nam có một cái sức khỏe và có một cái thể trạng cũng như là có được một cái ngoại hình thật tốt và thật khỏe. Dạ, cảm ơn anh Quốc Thịnh.